và Tổng thống Nam Hàn bà Park Geun-hye đã lên án thuyền trưởng chiếc tàu Sewol và một số thành viên thủy thủ đoàn, nói rằng hành động rời bỏ chiếc phà của họ giống như một hành động giết người. Tại một cuộc họp với các bộ trưởng tại văn phòng Tổng thống ở Hán Thành hôm nay, bà Park đã nói những người này đã có một hành động không thể hiểu được từ một quan điểm trách nhiệm bình thường và giống như một hành động giết người, không thể được dùng thứ. Bà Park cũng cam kết sẽ trừng phạt nghiêm khắc những người chịu trách nhiệm gây ra thảm kịch. Cho đến ngày thứ hai, 87 người đã được xác nhận là đã thiệt mạng và vẫn còn 215 người được liệt kê là mất tích và được cho biết là đã chết trong thân tàu bị lật úp ngoài khơi phía tây nam của bán đảo Triều Tiên.